Từ 5 giờ 30 sáng nay ngày 7 tháng 5, bệnh viện ca ngừng tiếp nhận bệnh nhân, không cho bệnh nhân xuất viện, cách ly từng khoa, phòng, thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập ở cả 3 cơ sở. Tại cơ sở Tân Triều, bệnh viện đang có khoảng 1.400 bệnh nhân nội trú. Sau khi Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. 123 mẫu này được viện ca lấy từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế khoa ngoại gan mật cơ sở 3 ở Tân Triều vào tối ngày 6 tháng 5. Kết quả xét nghiệm có 10 mẫu dương tính, gồm 6 bệnh nhân và 4 người nhà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến bệnh viện ca để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Quan điểm của thành phố Hà Nội, như tôi đã nói là trung tâm đầu não hành chính chính trị, thì hiện nay chúng ta vẫn đang rất là tình hình ở kiểm soát F1, F2 và tất cả khu vực trên quan điểm khoanh vùng hẹp chặt, sau đó là trả kết quả lấy lòng để đảm bảo như vậy là vẫn thực hiện mục tiêu kép và nhiều cái nhiệm vụ chính trị khác ở trên địa bàn. Cho nên là bà con và nhân dân yên tâm là không có cái khái niệm gọi là phong tỏa hay là giãn cách xã hội của toàn thành phố như là đâu đó đưa tin. Và toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn đang nỗ lực từng giờ từng phút một để chống dịch. Nhưng nhân đây thì tôi đề nghị là nhân dân và bà con và nhân dân thì xin chia sẻ trước hết cái trách nhiệm và nghĩa vụ cho chính bản thân và gia đình mình bằng cách là thực hiện nghiêm túc tất cả các biện pháp phòng chống dịch. Qua điều tra dịch tễ xác định, trong số 10 ca dương tính có một bệnh nhân từng điều trị 1 tháng tại bệnh viện nhiệt đới trung ương, về bệnh viện ca lây cho 5 bệnh nhân khác và 4 người nhà. Bệnh viện ca có 3 cơ sở, gồm số 1 ở Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, cơ sở 2 ở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì và cơ sở 3 ở Tân Triều,